mình biết là có rất là nhiều người bạn cũng gặp trạng thái tâm lý tương tự như mình. Mình đã đi tìm con đường mục đích là tìm ra cái phương thuốc hữu hiệu cho chính mình, và nếu được nữa thì sẽ giúp cho những người bạn xung quanh mình. Mình cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình, và mình không còn cảm thấy muốn liên kết với những người xung quanh được nữa. Trước đây mình rất là bay bay, mình nhìn cuộc sống nó màu hồng, nó mọi thứ nó đều phủ lên màu hồng, nó đẹp quá. Nên là khi mà tiếp xúc với thực tại thì mình bị tổn thương. Mình bị mất phương hướng, mất động lực sống, niềm vui sống và đánh mất chính mình. Việc học bên ngoài nó nhồi nhét cho em có nhiều kiến thức, và đôi lúc nó làm cho em mệt mỏi, cảm thấy rất là chán khi phải chịu đựng nó. Và em thì lại thích khám phá mọi thứ xung quanh, đặc biệt là khám phá bản thân mình. Sáng nào thì ngủ dậy mình cũng có một câu hỏi ở trong đầu, đó là chẳng lẽ cuộc sống của mình cứ tiếp diễn như vậy sao? Sáng thì dậy đi làm, rồi tối về nhà, mình cảm thấy nó không có ý nghĩa, là mình muốn tìm một cái điều gì đó sâu sắc hơn. Và may mắn là mình được biết đến chương trình của Bản Hoa Anh Đào. Trước đây mình đã chia tay bạn gái để đi theo máy tính, và bây giờ mình quyết định chia tay máy tính để đi theo bạn. Mình quyết định tham gia con đường này bởi vì mình thấy mình đang còn có quá nhiều yếu kém và mình muốn vượt qua chính mình. Trước đây mình là một người khá chậm chạp và nhút nhát, hầu như mình không bắt nhịp được với cuộc sống xung quanh. Mình có tham vọng theo đuổi các cái mục tiêu lớn cũng như kế hoạch lớn, nhưng mà mình nhận ra mình chưa đủ khả năng, nỗ lực còn yếu, nên mình muốn tham gia chương trình này để hoàn thiện bản thân mình. Sống của mình trước đây thì gói gọn trong hai chữ là bề bộn và lộn xộn. Cuộc sống ở bên ngoài thấy đi làm cũng tùm lum thứ, nhưng mà thấy không có ý nghĩa gì cả, thấy không có hạnh phúc, cho nên quyết định từ bỏ. Mục đích mà mình đến đây là vì mình thực sự muốn khám phá và thấu hiểu bản thân của mình. Mình muốn có một cái hướng đi rõ ràng và bình thường hơn cho cuộc đời của mình, bên cạnh việc đào luyện nữa. Mình muốn đi theo con đường làm nông nghiệp tự nhiên, và ở Bản Hoa Anh Đào mình có được cơ hội để thực hành nông nghiệp tự nhiên và lại còn được đào luyện bản thân nữa. Mình rất thích nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý. Ngoài ra thì mình cũng thích giúp đỡ mọi người, cho nên là mình chọn cái con đường này. Hiện nay mình thấy có rất nhiều người, và nhất là những bạn trẻ, đang có nhiều vấn đề về tâm lý. Vì vậy mình muốn trở thành chuyên gia tâm lý trị liệu để có thể giúp đỡ những người đó tìm được sự bình an trong tâm hồn. Mình mong ước trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu, và theo cá nhân mình thì một chuyên gia tâm lý trị liệu đích thực là phải có nhiều tình thương, có nhiều bình an và có sự vững chãi. Chương trình là mình phải tiếp xúc với thực tại, mình phải đáp xuống dần dần, là mình không còn bay bay nữa. Vì trạng thái tâm lý của mình lên xuống trời xuống bất thường, nên rất khó để đi theo được những yêu cầu mà chương trình này đề ra, nó rất là khắc nghiệt. Khi tham gia chương trình này mình thấy có một khó khăn, đó là có những cái thói quen cũ nó kéo mình trở lại. Để hòa đều với lại cuộc sống ở đây thì em buộc phải trở thành một người lớn. Khi mình vào đây thì được mọi người đặt một biệt danh rất là dễ thương là gió chậu xứ sương mù, có nghĩa là mình nằm trong một cái vùng sương mù và không nhận biết được những cái sự việc diễn ra xung quanh. Tới với chương trình này thì mình phải từ bỏ khá nhiều thứ mà trước đây thói quen của mình là hay thích hưởng thụ. Mình sợ nhất là ngồi thiền. Mình rất khó có thể ngồi im được 15 phút, nhưng mà khi tới đây thì một ngày có thể ngồi từ 2 tới 3 lần, mỗi lần 45 phút. Trong những khóa chuyên sâu thì có thể ngồi từ 6 lần. Cái khó khăn lớn nhất của mình đó là thời khóa dày đặc và làm cho mình đôi khi cảm thấy là không có cái thời gian riêng dành cho mình. Thấy mất tự do, vào đây cứ phải theo thời khóa, rồi ngày này khi nhắc nhở, mỗi khi làm sai gì đó, nên cũng chưa, tạm thời chưa chấp nhận được hoàn toàn điều đấy. Mình là kiểu người sống độc lập, nhưng mà sống trong môi trường cộng đồng thì có rất là nhiều va chạm, rồi làm cho mình cảm thấy khó chịu, làm cho mình cảm thấy rất là bực bội. Mình vẫn còn nhớ da diết cái máy tính đang nằm ở nhà. Thời tiết ở đây rất là lạnh, cho nên là thời gian đầu thì mình không có tập trung làm được cái việc gì hết á. Ngoài ra thì việc hạn chế sử dụng điện thoại và internet thì làm mình cảm thấy khó chịu, bối rối.
Mình vốn sống theo chủ nghĩa tự do cá nhân, nên bố mẹ cũng không bước vào phòng mình nữa. Thế mà ở đây mình phải sống tập thể trong một căn phòng 12 người. Khó khăn mình gặp phải lớn nhất có lẽ đó là mình phải liên tục trải nghiệm. Nó không cung cấp nhiều kiến thức, khác xa so với môi trường đại học. Đôi lúc mình thấy nghi ngờ về con đường mình đã chọn và muốn bỏ cuộc khi mà đối diện những bóng tối của bản thân. Ba mình vẫn chưa thật sự hiểu và tin tưởng mình khi mình đi trên con đường này, cho nên mình sẽ cố gắng chứng minh để cho ba mình thấy là mình đã có quyết định đúng. Khó khăn hiện tại của mình thì chắc là không có khó khăn gì nhiều, vì mình được làm cái điều mà mình thích. Đến đây thì mình không thấy khó khăn gì cả, chỉ toàn thấy thuận lợi không thôi. Đây thì mình cảm thấy nội lực của mình tăng lên hẳn. Mình có khả năng từ bỏ những cái cảm giác dễ chịu, những cái thói quen cũ, những cái thói hưởng thụ. Và mình cũng không còn bị đồng nhất với cảm xúc chán trường hay là bị đắm chìm vào trong những cái cảm xúc tiêu cực nữa, mà mình phát hiện ra nó rất là nhanh và thoát ra khỏi nó. Bây giờ thì mình có thể ngồi yên được 45 phút rồi. Mặc dù chân vẫn còn rất là đau, nhưng mà mình cảm thấy là cái sức chịu đựng của mình nó tăng hơn hẳn. Sau một thời gian ở đây thì mình cảm thấy là cái sức chịu đựng của mình tăng lên rất là nhiều. Và ngoài ra thì cái việc hạn chế sử dụng điện thoại và internet thì cảm thấy mình bình yên hơn và thưởng thức được cái cảnh vật xung quanh trọn vẹn. Cái sự tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt như vậy mà mình tăng thêm được nội lực, biết sống an trú trong phút giây hiện tại nhiều hơn, và mình cũng cười nhiều hơn, nên của mình là mình cười. Trước kia mình thường vùi đầu vào cái công việc của mình và những cái đam mê nhất thời. Nhưng mà bây giờ khi mà đến đây thì mình tìm được cái niềm vui mỗi ngày trong những cái công việc đơn giản, và mình học hỏi rất nhiều từ những người ở đây. Bây giờ mình còn nhiều thứ giúp cho mình có được niềm vui hơn là cái máy tính. Nhưng mà mình cũng tin rằng sau này khi mình quay trở về, mình sử dụng cái máy tính mà không bị vướng kẹt vào đó. Mình đã có một cái hướng đi rõ ràng hơn cuộc đời của mình. Nhưng bên cạnh đó mình phát hiện ra rằng là cái thái độ đi trên cái con đường nó còn quan trọng hơn. Cái thái độ đó là sự nhiệt tình, sự chân thành và có hết lòng với con đường hay không. Và đây một thời gian mình thấy có sự tiến bộ. Mình có thể kết nối được với thiên nhiên và con người xung quanh. Mình bắt nhịp và cảm giác năng động hơn. Thành quả mà mình đạt được đó là mình đã bỏ đi được cái tư duy máy móc, chất chứa nhiều kiến thức. Mà thay vào đó mình có sự cảm nhận từ trái tim, những giá trị bình an, những giá trị mùi nhiệm đến từ thiên nhiên, đất trời và con người xung quanh. Ở đây được học rất là nhiều thứ, nhưng mà em thích bởi vì là vừa học tới đâu thì được thực hành tới đó. Mình nhận ra được rằng để có được niềm tự tin, không phải mình có được cái này, cái kia, mà niềm tự tin có được là do mình chiến thắng được bản thân mình mỗi ngày. Mình học được cách quan sát được diễn biến tâm lý bất thường của mình mỗi ngày, và thay vì nằm bẹp dí thì mình có được đủ nguồn năng lượng để theo đuổi được thời khóa cũng như những yêu cầu của chương trình. Thì mặc dù bên trong mình cũng còn những cái phản ứng đó, nhưng mà mình đã nhận diện được nó và không để nó cuốn đi. Nói chung là những cái tật xấu của mình dần dần được cải thiện tốt hơn, cái chân bước chậm lại, nói năng nói nhỏ nhẹ lại, rồi cảm thấy tự do hơn. Cái tự do ở đây là cái tự do mà không bị phiền não quấn lấy mình. Kết quả mình gặt hái được thì mình đã đáp xuống dần dần, đi trên mặt đất bằng đôi chân rất là vững chãi, và mình đã hết bay rồi đó. Thành quả mình đạt được đó là mình cảm thấy vững chãi và bình an hơn trước mọi khó khăn và biến động của cuộc sống. Trước đây mình nghĩ thiền chỉ là ngồi một chỗ thôi, nhưng mà khi đến đây thì mình được học cái cách đưa thiền vào trong cuộc sống, đưa thiền vào trong công việc, và nó giúp cho mình có được nhiều năng lượng hơn khi mình làm việc và không bị công việc cuốn vào. Sau khi sống một thời gian với một ngôi nhà có 12 người, một tập thể gần 40 người, thì mình cảm nhận được cái sự ấm áp của mọi người dành cho mình. Và cái kỳ diệu nhất là mình thấy được cái tình thương và sự ấm áp của mình dành cho họ.